Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Abraham cưới một người vợ khác, tên là Keturah. Người sinh cho Abraham Simram, Jokchan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Jokchan sinh Sheba và Dedan. Con cháu của Dedan là họ Achurim, họ Letuchim và họ Leumim. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Keturah. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chính là Isaac. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. Hai con trai người, Isaac và Ismael, chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron, con trai Shoha người Hethit nằm ngang Mamre. Ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại của dân họ Het. Nơi đó họ chôn Abraham cùng Sarah vợ người. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac con trai người. Isaac ở gần bên cái giếng La Chai Roi. Đây là dòng dõi của Ismael, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga, người Egypto, con đòi của Sarah đã sinh. Và đây là tên các con trai của Ismael, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ismael là Nebaioth, kế sau Keda, Akbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hada, Thema, Yethu, Naphit và Kedma. Đó là các con trai của Ismael và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Havila cho đến Surer, đối ngang Egypto chạy qua Assyria. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel và em gái của Laban, đều là dân Aram, ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: "Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi?" Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sinh nở, này hai đứa sinh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Esau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Esau, nên đặt tên là Jacob. Khi sinh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Một ngày kia, Jacob đang nấu canh, Esau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Jacob rằng: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm." Bởi cớ ấy người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp rằng: "Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi."
Esau đáp rằng: Này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Jacob đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế. Chương 26. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lĩnh, luật và lệ của ta. Vậy Isaac ở tại Gera. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: Ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng? Vả, người ngủ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia Abimelech vua Philistin ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca vợ người, bèn đòi Isaac mà rằng: Quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng: Vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi: Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: Kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cơ ấy, dân Philistin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistin lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng: Hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình, mà bị dân Philistin lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng: Nước đó của chúng ta. Nên người đặt tên giếng này là Esek, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Shitna. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng: Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Isaac ở đó đi, dời lên Be-e-sheba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn, các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi Côn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng: Các người ghét tôi
đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng, chúng ta đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng, phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Y-sác bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau, rồi Y-sác đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Y-sác đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng, chúng tôi đã thấy có nước. Người bèn đặt tên cái giếng đó là Si-ba. Vì cớ đó nên tên thành ấy là Be-e-sê-ba cho đến ngày nay. Khi Ê-sau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Be-e-ri người Hê-tít, và Bách-mác, con gái của Ê-lôn cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-be-ca. Chương 15. Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng, nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Mô-sê thì không thể được cứu rỗi. Nhưng đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy, sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phê-ni-si và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo đứng dậy nói rằng, phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Mô-sê. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng, hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lặng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Mô-sê. Bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Ấy là Giu-đê, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici.
bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Giu-đe và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: "Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa xem thử ra thế nào." Ba-na-ba muốn đem theo Văn, cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền. Chương 16. Phao-lô tới thành Đẹc-bơ và thành Lít-rơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo, bởi có những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Grec. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn trải qua xứ Phrygi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi. Tới gần xứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi." Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydie, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: "Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó." Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: "Tại nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này." Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi.
Xong lê các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phaolô và Sila kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người Đề Lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, Đề Lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người Đề Lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người Đề Lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm 9 giờ đó, người Đề Lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người Đề Lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người Đề Lao rằng: hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phaolô rằng: các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phaolô nói cùng lính rằng: chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người: thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Các quan xét chúng nó bị ném xuống bên hòn đá, họ sẽ nghe lời tôi, vì lời tôi êm dịu. Hài cốt chúng tôi bị rải rác nơi cửa âm phủ, khác nào khi người ta cày ruộng và tách đất ra. Chúa Giê-hô-va ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng,
phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.